5 phim hay nhất của Trung Hán Lương. Trào lưu chuyển thể phim từ các tác phẩm ngôn tình thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng có thể theo dòng cảm xúc, hóa thân vào nhân vật để làm hài lòng khán giả được. Trong đó phải kể đến ông hoàng ngôn tình Trung Hán Lương. Với ngoại hình và diễn xuất cực chất, hầu hết các phim ngôn tình chuyển thể có sự xuất hiện của Trung Hán Lương đều nhận được sự đánh giá cao từ phía khán giả, thậm chí còn trở thành tượng đài trong lòng họ. Dù đã ở độ tuổi U50, nhưng Trung Hán Lương vẫn là người đàn ông trong mộng của hàng triệu cô gái. Cùng phim hay điểm qua một số bộ phim hấp dẫn không thể bỏ lỡ của Trung Hán Lương nhé. Một, không kịp nói yêu em. Có một ý kiến được nhiều người đồng tình rằng nhắc đến Trung Hán Lương là nhắc đến Không kịp nói yêu em và ngược lại. Nguyên nhân cực dễ hiểu, bởi đây chính là một trong những vai diễn đình đám nhất của họ Trung và quyết định danh hiệu ông hoàng ngôn tình cho anh. Trong phim, Trung Hán Lương thủ vai Mộ Dung Bá Lâm, một tướng quân tài giỏi mưu lược nhưng lạnh lùng và đầy dã tâm. Bá Lâm trong mắt nhiều người chính là người đàn ông cuồng nhiệt suy dại nhưng lý trí đến tàn nhẫn. Anh đem lòng yêu Doãn Tình Nguyện, người đã đỡ hộ anh một viên đạn. Tình yêu của Bá Lâm càng cuồng dại lại càng đau thương, nhưng vì giang sơn đại cục, anh đành phải đẩy người yêu sang Pháp, còn mình lại lấy người con gái khác. 8 năm xa cách, 8 năm là thời gian đủ để cả hai có một tình yêu mới, cuộc hôn nhân mới, nhưng thật ra trong lòng hai người vẫn chỉ có đối phương là số 1. Mặc dù kết thúc trong phim khá có hậu hơn so với truyện rất nhiều, nhưng để đến được kết quả đó, khán giả cũng đã phải tốn không ít nước mắt với Mộ Dung Bá Lâm, với diễn xuất như có như không của Trung Hán Lương. 2. Bên nhau trọn đời. Ngay sau khi lên sóng, Bên nhau trọn đời ngay lập tức lọt top đầu các bảng xếp hạng về tỷ suất rating. Không phụ lòng khán giả và fan hâm mộ, Trung Hán Lương đã mang đến một hình tượng một hài dĩ thâm bằng xương bằng thịt như trong truyện Bước Ga. Cần ấm áp có ấm áp, cần lạnh nhạt có lạnh nhạt. Hài dĩ thâm sinh ra không hề có một gia thế khủng như Phong Đằng hay gia cảnh khá giả như Tiêu Nại, mà bắt đầu từ sự bần hàn khó khăn, dần dần cố gắng để trở thành một luật sư. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, anh luôn mang theo bóng hình một người con gái mang tên Triệu Mặc Sên. Trung Hán Lương đã thể hiện quá xuất sắc một người đàn ông trưởng thành thâm tình với những diễn xuất nội tâm đặc sắc. Cuối cùng, vượt qua mọi hiểu lầm, Mặc Sên và Dĩ Thâm một lần nữa trở về bên nhau và bên nhau trọn đời. Nhưng chẳng cần nói nhiều, ai cũng hiểu được 7 năm dài đằng đẵng đó, Hà Dĩ Thâm đã phải chịu nhiều đau khổ như thế nào. Và có lẽ cũng chỉ có Trung Hán Lương mới đủ sức lột tả được tâm trạng đó của Dĩ Thâm. Còn 7 năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không cách nào đếm đến 1.000. Sau này em sẽ hiểu, nếu cô ấy đã từng xuất hiện trên thế gian này thì những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ. 3. Thời gian đẹp nhất. Ngoài hai tác phẩm đình đám của Phỉ Ngã Tư Tồn và Cố Mạng thì Trung Hán Lương còn tham gia bộ phim ngôn tình chuyển thể từ tác giả Đồng Hoa, Thời gian đẹp nhất. Bộ phim kể về mối tình tay ba của Tô Mạn, Trương Quân Ninh, Tống Dực, Giả Nải Lượng và Lục Lệ Hành do Trung Hán Lương đóng. Tô Mạn đã dành 10 năm trời đằng đẵng để theo đuổi Tống Dực, người yêu trong mộng của cô. Trong suốt thời gian này, cô đã phải chịu bao nhiêu cay đắng thì Lục Lệ Hành cũng dành cho cô ngần ấy quan tâm và chăm sóc. Nghe đến đây, cho dù chưa từng xem phim, chắc hẳn bạn cũng sẽ hiểu được mức độ ngược tâm của vai diễn Lục Lệ Hành mà Trung Hán Lương đảm nhận. Trong phim, Trung Hán Lương hóa thân thành Lục Lệ Thành, người đàn ông hết mực lạnh lùng, bản lĩnh trong công việc, nhưng khi đối mặt với tình yêu thì lại chỉ biết im lặng đứng phía sau bảo vệ. Chính bởi khả năng diễn xuất nội tâm xuất thần và tình yêu âm thầm đấy đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả. 4. Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương? Đây là bộ phim gần nhất đánh giá sự trở lại của Trung Hán Lương sau một thời gian vắng bóng. Đúng như danh hiệu nam thần ngôn tình, Trung Hán Lương không làm khán giả thất vọng khi vào vai một Trình Thiên Hữu lạnh lùng nhưng ấm áp, xa cách nhưng gần gũi. Phim kể về mối tình tay ba giữa Trình Thiên Hữu, Trung Hán Lương, Khương Sinh, Tôn Di và Lương Sinh, Mã Thiên Vũ.
Thiên Hữu đã ôm ấp bóng hình Khương Sinh suốt 4 năm xa cách, để rồi gặp lại trong nhớ thương, đem tình cảm dồn nén bấy lâu dần bộc lộ. Trong phim, Thiên Hữu bị hiểu lầm khá nhiều, nhưng anh luôn thể hiện là một người đàn ông trưởng trạc, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Người hâm mộ không thể phủ nhận, anh chính là một Trình Thiên Hữu bước ra từ trong truyện. 5. Cẩm Tâm Tượng Ngọc. Trong khi bộ phim Cẩm Tâm Tượng Ngọc vẫn đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa Ngữ, cái tên Trung Hán Lương một lần nữa lại khiến chị em phải trộn rộn xao xuyến khi nhắc đến. Vào vai Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương tiếp tục đốn tim phai nữ bởi vẻ ngoài anh tuấn, tính cách lạnh lùng, nhưng si tình và phản ứng hóa học quá đỗi ngọt ngào với nữ chính Đàm Tùng Vận. Cẩm Tâm Tượng Ngọc xoay quanh Thập Nhất Nương, thứ nữ không được coi trọng vì biến cố mà được gả làm kế thất cho hầu gia Từ Lệnh Nghi. Xuất phát từ lợi ích gia tộc không phải vì tình yêu, nhưng hầu gia lại dần đem lòng yêu thương Thập Nhất Nương. Vì sự thông minh, bình tĩnh khi xử lý mọi việc, cái nhìn với thời cuộc, sự lợi và hại mà không phải cô gái nào cũng có được ở thời đại này. Trải qua nhiều biến cố tình cảm giữa họ lặng lẽ nảy mầm, giữa Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương là kiểu tình yêu cưới trước yêu sau, từ thấu hiểu đi đến ước định một đời.